Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Hôm nay mình nói về số có 6 chữ số đôi một khác nhau. Thì bước đầu tiên mình nói sơ qua về số có 6 chữ số, sau đó nói về đôi một khác nhau. Ví dụ về số có 6 chữ số, ví dụ về số có 6 chữ số 6, 7, 8, 5, 4, 3. Đây được gọi là số có 6 chữ số. Cách 1 là các bạn đếm. Khi các bạn đếm từ phải sang trái giúp mình, từ phải sang trái, từ tay phải sang tay trái. Đây bắt đầu đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok chưa? Cách 2 là các bạn dựa vào số hàng của nó, số hàng của nó. Được chưa? Số hàng thì cũng từ phải sang trái, khi gồm có hàng đơn vị nè, hàng chục nè, hàng trăm nè, hàng nghìn nè, hàng chục nghìn nè, và hàng trăm nghìn. Được chưa? Vậy số có 6 chữ số phải có hàng đơn vị nè, hàng chục nè, hàng trăm nè, hàng nghìn nè, hàng chục nghìn nè, và hàng trăm nghìn. Ok chưa? Tiếp theo mình nói về đôi một khác nhau. Ví dụ cái này luôn, đôi một khác nhau, ý nói là hàng đơn vị nè. Ý nhất nha các bạn, hàng đơn vị phải khác hàng chục, hàng này 3, hàng này 4 khác. Hàng đơn vị phải khác hàng trăm, ngày 4, hàng này 5. Hàng trăm phải khác hàng nghìn. Hàng nghìn phải khác hàng chục nghìn. Hàng chục nghìn phải khác hàng trăm nghìn. Nói nôm na là tất cả các hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn của mình là những số khác nhau. Ký hiệu này là khác nhau nha các bạn. Khác nhau. Được chưa ạ? Rồi, thì bây giờ mình sẽ lấy số có 6 chữ số đôi một khác nhau. Thì các bạn nhớ giúp mình, mỗi con số trên thế gian đều được tạo bởi 0 nè, 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 và 9. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ lấy số có 6 chữ số. Số có 6 chữ số phải đảm bảo gồm có hàng đơn vị. Đơn vị 1, hàng chục 2, hàng trăm 3, hàng nghìn 4, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn. Rồi 5, 6. Rồi các bạn điền nha. Khi đặt điểm, hàng trăm nghìn không thể là số 0, nên các bạn bỏ số 0 đi. Các bạn lấy, bây giờ mình sẽ lấy số 1 trước. Mình lấy số 1, do khác nhau nên số 1 lấy rồi, không lấy nữa. Tiếp tục bạn có thể lấy bất kỳ số nào, từ số 0 đến số 9 mà bỏ đi số 1. Vậy mình lấy số 0, bỏ số 0 đi. Số 2, bỏ số 2 đi. Số 4, bỏ số 4 đi. Lấy số 5, bỏ số 5 đi. Lấy số 6, bỏ số 6 đi. Ok chưa? Tương tự các bạn hãy lấy cho mình số có 6 chữ số đôi một khác nhau giúp mình nha các bạn. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.